Ê có này nè nhỏ, thấy con chó đang làm gì không? Nằm trên cái ghế bọc bên. Mua về chơi thử không? Nhìn con chó tao ghét quá, mà mua cũng được. Vậy mua ha, nó chỉ còn màu đen với màu đỏ thôi, nếu màu khác hết hàng rồi. Nhưng tao vẫn đặt màu xám, còn nó bán không? Hàng về, đúng là cái giỏ màu xám rồi. Chồng cái giỏ vô. Cái này giống như tại em bé mà sọt hai cái chân vô để cố định con mèo sao sọt chân được. Thôi bỏ qua vụ này. Trời trời nhanh dữ vậy. Con đầu tiên là con này. Trời ơi nó nhát, mới có bọc bên chút xíu thôi là hết hổng, nhớ đứng lên. Dở. Tên vui. Ủa sao đứng lên vậy? Đứng lên là đâu có còn bập bên nữa đâu. Nhẹ nhẹ thì chịu, mà mạnh quá là sợ bỏ chạy. Cái thúi, cái thúi là con mèo lì nhất trong bầy. Ồ không sợ nha. Wow, vừa nằm ghế bập bên mà vừa lính tay, rất có phong cách. Chưa gì vui ngáo nhào lên kiểu như ông ngoại cho con nằm ké vậy. Gãi đầu cho con luôn đi. Đè luôn cái ghế của ông ngoại. Lúc này ông ngoại như kiểu mày đi chỗ khác nha, tao bẻ cổ mày bây giờ đó. Để yên cho ông ngoại nằm ghế mượn móng tay nha.